Xin chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình có mua 10 trái thơm á mọi người. 10 trái thơm nhỏ này để mình về ăn á. Thì mình cũng đã gọt xong rồi. Giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nhé. Mình đổ muối tôm rồi nè. Mời mọi người ăn mình nhé. Ngon ạ. Trời nắng ăn ngon quá mà. Trời đang nắng nóng á. Mình mua 10 trái mọi người. 2, 4, 6, 8, 10 á. Ăn đã quá. Đấy. Đấy, xem mình ăn mấy trái. Mọi người. Trái thứ hai nữa mọi người. Ngày hôm nay rất là oi bức mọi người. Từng tháng chưa nó sấm chớp á, không mưa được, oi bức quá mọi người. Mọi người, mình ăn trái thứ ba mọi người. Ăn nhanh rát lưỡi thôi mọi người.
Nhanh bị rớt lưỡi. Người hồi đào thì ăn khí thế lắm, ăn chập hồi bị rát lưỡi mọi người. Với ban đào vô ăn thấy đã, rồi nắng nóng ăn thấy đã với sợ luôn. Ăn chập hồi thấy không bị rát lưỡi. Mình ăn ba trái rồi, trái thứ tư ăn được 1/3. Thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Nếu mọi người yêu thương mình thì hãy cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người nha.